Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học các câu hỏi căn bản bắt đầu từ ai, tại sao, ở đâu, cái nào, khi nào, như thế nào. Và kèm theo sau sẽ là ví dụ cụ thể. Sí. Sí. Ai? 你不喜欢谁? Bạn không thích ai? Cái gì? 这是什么? 这是什么? Cái này là cái gì? 为什么? Tại sao? 今天为什么这么冷? 今天为什么这么冷? Tại sao hôm nay lạnh vậy? 哪里? Ở đâu? 体育场在哪里? Sân vận động ở đâu? 哪个? Nào, cái nào? 你来自哪个国家? 你来自哪个国家? Bạn đến từ quốc gia nào? 什么时候? Khi nào? 你的生日是什么时候? 你的生日是什么时候? Sinh nhật của bạn khi nào? 怎么? Như thế nào? 你怎么样? 你怎么样? Bạn như thế nào rồi? 哪个? Nào, cái nào? 你来自哪个国家? 你来自哪个国家? Bạn đến từ quốc gia nào? 为什么? Tại sao? 今天为什么这么冷? 今天为什么这么冷? Tại sao hôm nay lạnh vậy? 哪里? Ở đâu? 体育场在哪里? 体育场在哪里? Sân vận động ở đâu? 什么? Cái gì? 这是什么?
这是什么? 该哪一来该自己? 谁? 谁? 哎? 你不喜欢谁? 你不喜欢谁? Bạn không thích ai? 什么时候? Khi nào? 你的生日是什么时候? 你的生日是什么时候? Sinh nhật của bạn khi nào? 怎么? Như thế nào? 你怎么样? 你怎么样? Bạn như thế nào rồi? 什么时候? Khi nào? 你的生日是什么时候? 你的生日是什么时候? Sinh nhật của bạn khi nào? 怎么? Như thế nào? 你怎么样? 你怎么样? Bạn như thế nào rồi? 什么? 什么? Cái gì? 这是什么? 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 Cái này là cái gì? 哪里? Ở đâu? 体育场在哪里? 体育场在哪里? Sân vận động ở đâu?